Gian lận trong kỳ sát hạch giấy phép lái xe, nam thanh niên bị cấm thi 5 năm. Nam thanh niên dùng điện thoại gắn tai nghe để gian lận trong phần thi lý thuyết, bị Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng thu hồi hồ sơ cấm thi trong thời hạn 5 năm. Ngày 21 tháng 10 thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết, ông Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở, vừa ký quyết định thu hồi hồ sơ dự sát hạch đối với N. Trs, 23 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Nguyên nhân: thí sinh S đã vi phạm khi sử dụng thiết bị thu phát sóng điện thoại, micro và tai nghe không dây trong ngày thi 14 tháng 10, quy định tại điểm B, khoản 19, điều 1 thông tư số 38 năm 2019, thông tư Bộ Giao thông Vận tải của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, thí sinh S phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi nói trên và không được học, cấp giấy phép lái xe trong thời gian 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Sau thời hạn 5 năm, nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe, phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu. Trung tâm dạy nghề tư thục Trường Sơn thực hiện hủy kết quả công nhận tốt nghiệp, thu hồi chứng chỉ đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 đã cấp cho NTRS.